đội xe tăng ca đắc tăng về nhất trận ra quân, hơn đội thứ nhì 3 giây. Trong trận ra quân tại bảng một cuộc thi xe tăng thành tiến thuộc hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021, đích số một đội ca đắc tăng đã về thứ nhất, hơn đội thứ nhì Azerbaijan chỉ 3 giây. Vào 10 giờ ngày 24 tháng 8, giờ Moscow, đích số một của 4 đội tuyển xe tăng Serbia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan đã thi đấu lượt đầu tiên vòng loại trong khuôn khổ bảng một cuộc thi xe tăng thành tiến tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga. Kết thúc trận đấu, đội tăng Kazakhstan đã có thành tích cao nhất với thành tích 22 phút 15 giây, còn đội thứ nhì Azerbaijan 3 giây. Belarus xếp thứ 3 với thành tích 22 phút 58 giây. Serbia có thành tích xếp thứ 4 với kết quả 26 phút 24 giây. Xét về hiệu suất, ngoài Serbia bắn trúng mùng 3 tháng 5 mục tiêu, cả 3 đội còn lại đều bắn trúng mùng 5 tháng 5 mục tiêu. Như vậy, toàn bộ 11 đội tăng của bảng 1 đã thi đấu xong lượt đầu tiên của vòng loại. Tạm thời, Nga hiện đang đứng đầu bảng với thành tích 19 phút 34 giây, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 21 phút 56 giây. Kazakhstan và Azerbaijan đã vươn lên lần lượt vị trí thứ 3, thứ 4, Belarus, Uzbekistan, Mông Cổ đứng ở vị trí 5, 6, 7. Đội tuyển xe tăng Việt Nam hiện xếp ở vị trí thứ 8 với thành tích 24 phút 58 giây, tốt hơn 3 đội 9, 10, 11 là Serbia, Venezuela, Syria. Kíp số 2 và kíp số 3 của 11 đội tăng bảng 1 sẽ tiếp tục thi đấu vào những ngày tới. Kết thúc vòng loại, 8 đội có thành tích tốt nhất bảng 1 sẽ bước vào thi đấu bán kết. Đội đứng cuối bảng 1 sẽ xuống bảng 2 thi đấu vào năm sau.